Xin chào cả nhà. Thì ở quê mình nó chuẩn bị đi làm lộ, cho nên đang dọn hai bên mé đường, thì có bứng mấy cây bông trang một cốt, gốc cũng 3 4 năm rồi đó các bạn. Gốc này lớn hơn Ở ngón vậy mà tay, 3 năm lớn hết nhất trơn nè. lớn hơn ngón chân Mở ở đâu cái, sành đâu có mắc tiền hết. lớn hơn ngón Đây chân đây cái đây, nha các bạn. lại trả tiền đất luôn. Đó, Bây giờ là bây giờ ai mua thì comment bên dưới giúp ở mình. đây chú hướng Đó, ở dưới cấp thanh lý mấy cây chú đi coi thằng nào có tiền đâu bùng sành đâu có tràng. Gốc này 3 năm hả chú? 3 năm rồi đó các bạn ơi. Đây chú gốc này đang hình bứng như nè. là bà đã trồng trước rồi đó. Chú đang bứng chuẩn bị làm Chứ lộ không đó. phải là mua cây nhỏ nha. Đó, chú đang bứng cái gốc gốc trang vàng Có nè. con trang vàng nữa nè. Đúng rồi. Vàng ta thích lắm Cây đó chú. vàng đó đó, mày giữ đó nổi lần nữa chủ. Cây vàng ta thích lắm luôn chú. Đây, quay phim luôn trực tiếp luôn. Ai? Trực tiếp chú luôn. Chú đang bứng nè. Đây. Thấy không? Ok luôn. Ok, bỏ vô chậu luôn. Ok luôn. Vàng này là giờ nó ra nhiều loại vàng nha chú. Vàng này là dạng vàng chanh, vàng nhạt nè, rồi nó có vàng nghệ, Đó, vàng đậm nữa. đó luôn rồi. Mới mua 50 bao đó. Chú cũng chuẩn bị sẵn trơn rồi. Nè, vô cái phân chuồng luôn. Ủa chú xuống cái đất đó vừa với cái chậu luôn. Xuống dưới đất cái vừa đặng có rễ mền nè. Dạ. Có bao đặng miếng bao hàng nó sống. Tại vì mình làm được nữa mình lấy ra mình trồng lại mà. Dạ. Ủa mới nay mau ghê, 3 năm rồi ta. Ba năm ở trong cái này người ta trồng trước rồi nha. Dạ. Mình muốn mua về. Dạ. Mua cây bự. Mua cây bự. Cây bự. 3 năm được lớn nè. 3 năm không được lớn đâu. Nói chung mình về đây 2 năm mấy 3 năm rồi. Dạ. Nói vậy nhưng mà lúc mình mua nó đã bự rồi. Rồi mấy cây sen tàu nữa nè. Đỏ rực hết trơn. Ưng cái cây này nhất luôn nè. Ưng cây này nhất Cây nè. nó đẹp lắm Ưng cây này nhất nè. Cây nó xuất sắc ghê không? Ưng cây đó nhất rồi. Ưng cây này nè. Cái cây đó cái gốc này không đẹp ha. Dạ. Cây bên đây cũng đẹp nữa nè. Dạ. Thành nó đâm dễ ra. Dạ. Cái này cũng như mình làm ấy. Cái này làm lỗ vô tới đâu ta? Rồi cây cắm. À, vô tới cây Tới đó cắm là nữa. đủ đó, đó. Dạ. Mình ở lòng nào nó đập hàng rào người ta. Đôi Dạ. khi mà bé còn mấy thước nữa. Dạ. Vậy là dự định đập hàng rào nhưng mà giờ khỏi đập thôi chứ. Dạ, người ấy chắc con ấy làm gì chắc luôn. Dạ. Quá trời nhiều rồi. Chứ. Ở đó, từ đó ra đó còn mấy thước nữa rồi. Dạ. Đúng rồi, lại xin đất sình đi. Rồi đem về cắm, để cắm đây tôi nhổ cho nè. Đúng rồi, chút nữa nè. Là chú bứng mấy cây dài dài đó hết luôn hả? Này rồi về phải tè lại đâu phải như vậy mà cắm đâu. Wow, mấy cây vàng nè. Những cây vàng đó nó cái gốc lớn rồi nè. Cây vàng đó. Dạ. Vàng cái đó là giá đó, trị cái vàng bên đó gốc lớn đó các bạn. Ở tới đây là mấy thước ạ? Cầm cây tới đây là mấy thước ạ? 5 mấy năm rồi đó. Ây trời ơi, rớt rồi. Thì cái tàn nó đẹp. Không, cái này gì mình mới dễ tỉa. Qua nó có hột rồi chú ơi, để nó đen hột cái lấy hột ươm xuống. Cây nó lên bằng hộp nó đẹp hơn. Cây này là bằng hộp không ạ? Dạ. Cây đang trồng cái hộp mới hồi đó người ta là trồng năm mấy đời cái hộp nhóc chân. Bởi vì nó lên một con đó. Dạ. Nó có kiếm một đó. Một mà tốt nhất nó không bằng như vậy. Giờ trồng bông trang nó lẻ hơn bông mai chứ. Cái bứng này rồi bứng bên đó luôn. Từ từ. Nó
luôn. Bên kia xi măng không khó bứng dữ à? Xi măng bây giờ mình lấy xà beng mình vòng ra. Dạ, vòng ra. Dạ. Yeah. Cái đó chú bứng lên cũng đẹp đó. Nhìn dưới đất là thấy mê rồi, bứng lên chậu là thấy đẹp rồi. Ok luôn hả? Dạ. Yeah. Tại vì mấy gốc này cũng chú bự đó, nhỏ nhỏ đã nhổ rồi. Đúng rồi đó. Bị mất kìa. Không dài, không dài, chút đi sợ cũng chết. Tối nay quần vô. Ở này làm sẵn đây người ta. Trời ơi, hồi vô để đây lên cây đó luôn, ngồi lên cây đó lại. Cây đó mới cũng thế. Ok. Nè, ta không dịch dốc quay mấy cây này mà hấp dẫn luôn. Để chú bứng mấy cây đó lên nó đẹp à. Quá trời cái gốc cây này nè. Gốc bự. Nè. Chưa? Gốc bự ra chưa? Đó. Nè, cây này có dáng luôn nè, cây này bự. Cũng bằng nửa cái cầm tay mình á. Ờ bằng cầm tay rồi. Nửa gì? Nè. Nè, bự lắm. Thấy không? Dạ, cũng bằng cầm tay luôn. Cái nhóc này giá trị. Nhấp ở dưới đó cái nhấp tròn nó tàn lại đưa vô chậu đẹp cực kỳ luôn. Thấy không? Bự bự không đó mấy bạn ơi. Bự không à, mấy cái này gốc bự lắm. Nghĩ cái nghĩ biết là đi trước thì trước mình dạy hả? Không rồi. Dạ hả? Gì chú đi rước con hả? Không có rước thì tội. Trời ơi, mua ở đây là tội luôn đó. Không có giả gì. Cây này lên đẹp như này. Đi bộ về hả? Đi bộ. Cho bà đi bộ về hả? Bộ về tối nay nó làm nó bỏ chạy kìa. Từ đâu tôi chạy. Rồi chưa? Đó, rồi chú bứng cái đó lên đá. Hả? Chồng xuống rồi. Không có, cái này tại sáng cũng dự định là chồng xuống đây mà nhớ lại chồng đây lỡ nó cạp được kia mất công lắm. Nè, ta bứng dễ mền nè. Thấy không, nguyên để mình ta còn nguyên nè. Dạ. Thấy không? Wow. Thấy không? Dạ. Vì là chồng chắc lỗi luôn. Cái đâu phải như mấy em kia chờ bứng tàu lao. Lao. Đúng rồi đó, đừng lắm phải bỏ vô chậu đi để nó bắt đâu phải bông trang. Ủa rồi cái cây này cái cây gì phải bông trang không vô chậu luôn. Không phải đâu. Thôi đi để nó cho nó lớn đi. Bông trang nữa chứ gì. Bông trang mới chiếc gà đó. Ờ. Ở nhát thì không đi. Đây để cho miếng sình chỗ nào, sơ sinh miếng sình. Muốn sình chỗ nào đó, sình. Miếng sình chỗ nào. Lấy chỗ nào lấy. Rồi buông ra đi, cái này đâu có gì đâu, cái này cái chà bá luôn. Không chạy lên, lấy cái kéo rồi tôi cắt cái gốc này ra. Bữa nay cũng có công không chứ. Bữa có vợ tao đi cho 10 ngày. Tỉnh luôn. Không xây không về, lỡ xây ngủ lại. Cây này đẹp nữa nè. Dạ. Nó quay được ấy. Đây đưa kéo rồi tôi nhấp cho nó lòi cái gốc ra coi. Nhỏ coi phiền, như phiền chứ nhận luôn. Mấy cái bông trang này nó cao, người ta thích lắm. Dạ. Có dáng rồi. Ai mua sake không? Bán cây sake luôn nè. Bán cái gốc. Bán cái gốc, còn cái nhánh trên thì chiếc rồi đây. Chiếc cái bầu ở trên này. Sake này bứng về là có trái liền, có trái rồi quay có trái rồi đó. Có trái luôn rồi. Rồi cái nhỏ đó chú không bứng lên luôn hả chú? Nhỏ, nó để... nhỏ quá. Nhỏ, thì nó nhỏ. Nếu được thì chú bán lát cho rồi. Dạ. Cũng trang nó cũng mau lớn lắm chú ơi. Mau lớn nhưng mà mình muốn ấy dưỡng cái gốc thì đợi nó lâu. Con thấy nó cũng lớn dù dù. Một, hai, ba, bốn,
6 7 8 9 10 9 cây hả? Hiện tại chú bứng được 9 cây lên nè. Còn mấy cây này chuẩn bị bứng lên nữa nè các bạn. Trời ơi, vô nhà tôi lấy cái len kìa. Bè mé cho tôi đem lên rồi. Vậy? Cứ bè lộn cho danh đi, còn phạt không khen tôi, còn phạt tôi. Còn tiền tôi, còn phạt tôi nữa trời. Ủa mày không chạy tiền tôi. Hả à, phạt không? Phạt đóng phạt, nếu không tiền đóng cho. Không có tiền phạt. Trời ơi trời. Tôi bè cho nhân dân đồng bào đi, chứ có tôi có lợi ích gì chỗ này đâu mà phạt tôi. Chưa? Dạ, giờ nó chơi một cốc mà. Được kêu nguyên xe chở rồi. Được rồi. Dưới là chú bị bệnh bứng á, không đợi lâu rồi cũng không có dùng phân gì. Dạ. Bứng nhỏ chấn. Lấy sình gì mà cắm bông trang đó. Trời ổng đi xung lưng. Trời ơi chứ lo lắm á. Mà ông Cường đi lần nữa xe ổng đậu đâu xe đại. Ông Cường nào? Ông Cường vừa đi được. Ông đi vô ra mình lót. Có nói à, trước cửa ta. Không phải làm sao. Trời ơi, tôi lo dữ lắm. Tôi phải làm tốt. Xe không vô được. Sao chở bông ra bán nè, không biết. Không vô thời gian thôi chứ không quán vô hoài được. Giao bông. Trời ơi, lùng nó gì à. Miếng còn để mà hành lại mà. Dạ. Để mà hành nó còn nguyên nè. Chỗ này là lớn nhất rồi hả chú? Rồi bỏ thêm phân vô là xong. Đúng rồi, gì thêm đất rồi tứ nó sụp xuống á. Vô phân. Mưa tới. Mưa tới rồi. Rồi chú vô rồi. Kết thúc video ở đây. Bạn các bạn xem video thấy ưng cây nào và thích muốn sở hữu và mua thì hãy chụp màn hình và chỉ ngay cái cây đó giúp mình nha. Rồi gửi qua số điện thoại Zalo mình để trên màn hình. Rồi mình sẽ điện lại báo giá cho các bạn. Đây mấy cây này cây lớn mình bán giúp cho chú. Rồi mình đi về đây, kết thúc video ở đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hãy quay một vòng về nhà cho mấy bạn xem. Rồi chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye.